Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình được thâu sẵn và gửi tới cho quý vị. Cái chương trình này gửi tới cho quý vị chiều tối hoặc là đêm khuya của ngày 24 Tây của tháng 12 của năm 2018. Nó cũng rơi vào đêm Noel. Cho nên đây là một cái chương trình chúng tôi đã thâu sẵn và gửi tới cho quý vị. Nó không phải là chương trình trực tiếp, cho nên quý vị làm ơn đừng có gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Chương trình trực tiếp sẽ trở lại quý vị đầu năm 2019. Thưa quý vị, chương trình chiều tối Noel là chương trình thâu sẵn và chương trình chiều tối hoặc là đêm giao thừa ngày 31 đây tháng 12 cũng là cái chương trình thâu sẵn cho quý vị hết luôn. Cho nên cả hai chương trình này quý vị không có thể gọi vào được. Và quý vị, chúng tôi sẽ trở lại cái chương trình trực tiếp vào đầu năm 2019. Trong cái chương trình đêm Noel thì chúng tôi sẽ đề cập về cái đề tài, gọi là cái đề xuất liên quan về cái gánh nặng của cái xã hội, là cái vấn đề điều luật 212A4 mà Sở Y tế đã đưa ra vào ngày 21 tây tháng 9 của năm 2018. Còn đêm giao thừa ngày 31 tây tháng 12 thì chúng ta sẽ coi lại tất cả những cái bản tin hoặc là những cái tin tức liên quan về cái mặt luật di trú và nhập tịch của nước Hoa Kỳ cho năm 2018. Thưa quý vị, trong chương trình này thì chúng tôi sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên, nguyên cả cái chương trình là cái đề xuất liên quan về cái gánh nặng hoặc là cái public charge dưới điều luật 212A4. Rồi giống như mọi chương trình thì tôi sẽ có cái visa bulletin phần A và phần B vào phần 2 của cái chương trình. Ngày 21 tây tháng 9 của năm 2018 thì Sở Di trú, hoặc là nói chính xác hơn, Bộ Nội an, bà Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bà Christian Nielsen đã đưa ra cái đề xuất để thay đổi cái cách cú xét về cái điều luật 212A4, gọi là public charge, tạm dịch là cái vấn đề gánh nặng xã hội. Đây là cái điều luật dưới mặt luật di trú để cấm người ta có thẻ xanh hoặc là cấm người ta định cư nếu mà Sở Di trú cảm thấy người này rơi vào cái vấn đề gọi là gánh nặng xã hội. Cho nên nếu mà trong cái hoàn cảnh này người ta không có thể định cư vào nước Hoa Kỳ và sẽ bị từ chối, thì bà ta đưa ra cái đề xuất này. Và cái đề xuất này thì mình có thể nói là trên 22 năm là chúng ta có cái đề xuất mới thay đổi hoàn toàn hết lại về cái vấn đề điều luật 212A4, public charge hoặc gánh nặng xã hội, và liên quan tới cái vấn đề bảo trợ tài chính. Thưa quý vị, trong suốt cả cái thời gian từ ngày 21 tây tháng 9 cho tới bây giờ là hơn 3 tháng, thì mình nghiên cứu cái đề xuất đó gần tới 500 trang. Thì mình càng đọc thì mình thấy nó càng khó để hiểu hơn. Đó. Mà trong những cái chương trình như này mà chỉ có trong vòng dưới 45 hoặc 50 phút thôi, thì Tuấn đang suy nghĩ như thế nào để giải thích cho quý vị, để cho dễ dàng hiểu, và quan trọng hơn là để tránh cái sự hiểu lầm nếu mà quý vị không phải là người thường xuyên theo dõi chương trình. Cho nên trong cái chương trình này, khi Tuấn trình bày cái đề tài này liên quan về public charge, thì Tuấn rất là hy vọng là quý vị thông cảm rằng đây là một cái đề tài nó không phải là dễ để cho mình giải thích, mà nó cũng không phải là dễ để hiểu. Especially, đặc biệt khi mà nếu mà quý vị là người không phải cư ngụ ở đây hoặc là người đang ở Việt Nam theo dõi cái chương trình. Cái thứ nhì nữa đó, nhiều cái danh từ trong cái đề xuất này hoặc là nhiều cái danh từ trong cái chương trình mà Tuấn sử dụng thì quý vị không có nghe thường xuyên tới, tại vì nó là những cái chương trình mà hiện tại trong nước Mỹ. Mà nếu mà quý vị ở Việt Nam thì quý vị lại không nghe những cái chương trình này. Cuối cùng, Tuấn sẽ cố gắng Tuấn giải thích theo cái cách Tuấn suy nghĩ là như thế nào để dễ cho quý vị hiểu mà thôi. Đó, còn đi vào từng chi tiết thì mình phải coi cái đề xuất nó như thế nào tương lai và cái quyết định của tòa, tại vì nó sẽ có cái kiện tùng khi mà cái đề xuất này trở thành cái chính thức nghị định. Đó. Thì bây giờ mình tạm nói sơ qua về cái vấn đề tương lai của cái đề xuất này. Đề xuất này đã qua cái thời điểm để cho quý vị góp ý kiến rồi. Nghĩa là bà Bộ trưởng bà đưa ra, bà public trong cái Federal Register để cho có thời gian cho quý vị góp ý kiến. Thì cái thời gian góp ý kiến là đã hết hạn vào ngày 10 tây của tháng 12 rồi. Thì bây giờ người ta đang coi lại cần chỉnh lại cái gì không?
rồi sau đó nó sẽ trở thành cái final regulation. Final regulation là cái nghị định chính thức luôn, nghĩa là nó bắt đầu áp dụng. Đó. Tuấn có thể nói với quý vị rằng sẽ có những thành phố, những tiểu bang và những cơ quan, cho dù là cơ quan Việt Thiện hoặc là những cơ quan khác sẽ kiện để nói cái nghị định mà sở hữu chú sẽ đưa ra nó không đúng theo cái mặt luật. Cho nên rất là có thể là cái đề xuất này và cái nghị định sau này có thể là cái tòa liên bang sẽ không cho tiến hành. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ đề cập những cái chi tiết như sau. Thì để cho quý vị hiểu về cái mặt luật 212A4 thì cho Tuấn lấy cái background là cái lịch sử đó. Là trước năm 96, nếu người ta muốn định cư vào nước Hoa Kỳ thì cái người thân nhân đây phải nộp cái bảo trợ tài chánh. Cái bảo trợ tài chánh trước năm 96 thì nó chỉ là cái mẫu đơn I-134. Và cái I-134 thì thời điểm đó nó chỉ có 2 trang thôi. Đó. I-134 thì vẫn áp dụng trong cái thời điểm này, nhưng mà áp dụng cho những cái tình trạng không phải là định cư, mà nó là tình trạng ngoại định cư, giống như là hồ sơ du lịch, giống như là hồ sơ fiancé. Đó. Thì một cái trở ngại của cái I-134 trước năm 96 đó, thì sở hữu chú nói rằng không có cách nào để cho người ta enforce, là thi hành cái bảo trợ tài chánh đó. Tại cái bảo trợ tài chánh nó không có cái hiệu lực dưới mặt luật để cho kiện tùng. Đó. Thì năm 96 có cái sự thay đổi rất là lớn trên cái mặt luật di trú và mặt luật trợ cấp nữa. Thì cái mặt luật di trú mà thay đổi thì cái đó gọi là Illegal Immigration Reform and Personal Responsibility Act. Đó. Rồi cái mặt luật thay đổi về cái vấn đề trợ cấp là Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act. Thì Tuấn đã tạm dịch cái này là ERA và PRWRA. Thì hai cái đạo luật này đưa cái sự thay đổi về cái vấn đề bảo trợ tài chánh. Thì cái mặt luật này nói rất là rõ ràng, nếu mà có thể rơi vào trợ cấp dưới cái mặt luật 212A4 thì người ta có thể không được vào nước Hoa Kỳ. Đó. Thì căn cứ vào hai cái đạo luật này thì chúng ta hiện tại có cái mẫu đơn I-864 là cái mẫu đơn bảo trợ tài chánh cho những người định cư. Thì cái mẫu đơn đó bây giờ nó khoảng mười mấy trang tùy theo cái hoàn cảnh. Đó. Thì trong cái thay đổi của cái luật năm 96 thì quốc hội muốn là nếu mà cái người định cư, cái người bảo lãnh cho cái người định cư qua đây lãnh tiền trợ cấp thì cái cơ quan cho cái tiền trợ cấp đó có quyền kiện cái người bảo trợ hoặc là cái người đồng bảo trợ để hoàn tất cái tiền đó lại. Thì cái đó là cái hình thức của cái I-864 hiện tại bây giờ. Well, bây giờ chúng ta có cái đề xuất mới. Thì cái đề xuất này đầu tiên là của Bộ Nội an. Cho nên chỉ có thi hành trong nước Hoa Kỳ thôi. Cho nên nếu mà quý vị định cư từ ngoài nước Hoa Kỳ giống như làm thủ tục ở Việt Nam, thì cái cú sét đó nó rơi vào cái gọi là Foreign Affairs Manual, là cái quy định của Bộ Ngoại giao. Nhưng mà cái quy định của Bộ Ngoại giao và cái nghị định của sở di trú nó cũng là một cái mặt luật di trú, chỉ có hai cơ quan nó thi hành khác thôi. Thì hiện tại với cái đề xuất này thì cái nghị định của sở di trú người ta cú sét khó khăn hơn, mà rất là khó khăn hơn nếu mà được thi hành. Trước mắt là cái điều luật 212A4 nói rất là rõ, nếu người ta có thể rơi vào trợ cấp thì có quyền cấm người ta vào nước Hoa Kỳ. Đó. Yếu tố gì để coi người ta có thể rơi vào trợ cấp? Thì cái mặt luật hiện tại nói 5 cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên là tuổi tác, sức khỏe người ta, tình trạng gia đình người ta, tài sản người ta, nguồn gốc tài sản của người ta, tình trạng kinh tế của ta và học vấn và kỹ năng của người ta. Đó là 5 cái yếu tố và 5 cái yếu tố hiện tại trên cái mặt luật di trú dưới cái điều luật 212A4. Thì từ cái vấn đề là có thể rơi vào trợ cấp căn cứ vào 5 cái yếu tố thì Bộ Ngoại giao đã đưa ra cái cách để cho người ta tính như thế nào. Và bây giờ chúng ta đang có đề xuất để cho sở di trú nghĩ rằng nó sẽ đi như thế nào.
thì cái chú ý của sở di trú hiện tại bây giờ dưới Tổng thống Donald Trump là người ta muốn đưa cái trách nhiệm, cái cứu xét đó không phải là cái người bảo lãnh, mà shift nó qua cái người được bảo lãnh là cái người được định cư. Thì nói tóm tắt lại như thế này, là cái chính sách thời điểm này dưới Tổng thống Donald Trump, người ta muốn cái người được định cư tự lập, self-sufficient. Và nếu người ta không có thể tự lập được, thì có thể người ta là cái gánh nặng của cái xã hội mà rơi vào dưới cái điều luật 212A4 mà cấm người ta vào nước Hoa Kỳ. Đó. Cho nên cái đề xuất của sở di trú shift là chuyển cái trách nhiệm qua cái người mà được định cư. Mà người được định cư nếu mà không tự lập được thì có thể là gánh nặng của xã hội mà có thể bị cấm dưới điều luật 212A4. Cho nên khi chúng ta nói cái thời điểm này và cái đề xuất này, chúng ta đang chú ý về cái vấn đề người định cư chứ không còn nhất thiết là người bảo lãnh nữa. Dĩ nhiên, cái người bảo lãnh vẫn phải làm cái Y-864 là cái bảo trợ tài chính, và cái người bảo lãnh vẫn có cái trách nhiệm là nếu mà thân nhân người ta rơi vào trợ cấp của tiểu bang, liên bang, thành phố hoặc là quận, thì cái cơ quan đó có quyền kiện người ta để lấy cái tiền đó lại. Và đồng thời dưới cái đề xuất mới của Bộ Nội an, thì bây giờ người ta coi cái người định cư, người ta chú ý vào cái người định cư hơn. Đó. Thì cái đó là hiện tại là cái mặt luật là có thể rơi vào trợ cấp căn cứ vào 5 cái yếu tố thì có quyền cấm người ta. Và hiện tại trước cái đề xuất này, sở di trú coi cái vấn đề người ta có thể rơi vào trợ cấp là nếu mà người ta chính vì cái thu nhập người ta là trợ cấp thì người ta có thể bị cấm dưới cái điều luật 212A4. Cho nên dưới cái mặt luật của sở di trú hiện tại bây giờ từ năm 99 cho tới bây giờ trước khi cái đề xuất này, thì nếu mà người ta chính nhờ vào cái trợ cấp này để sống thì người ta là một cái gánh nặng của xã hội. Cho nên hiện tại sở di trú coi rằng nếu mà cái thu nhập để cho người ta tự sống này mà nếu mà 51% cái thu nhập đó là trợ cấp thì người ta có thể là cái gánh nặng của xã hội, không được vào nước Hoa Kỳ hoặc là không được thẻ xanh. Đó là cái mặt luật hiện tại, nghĩa là primarily rely on public benefit for support, nghĩa là chỉ có nhờ chính vào cái trợ cấp để sống, nghĩa là trên 51%. Đó. Thì hiện tại bây giờ sở di trú nói rằng 4 loại trợ cấp mà người ta nếu mà nhờ hơn 51% là 4 loại gì? SSI, Supplementary Security Income, là những cái thu nhập cho thêm cho những người thu nhập ít, chương trình tạm thời cho những cái gia đình cần giúp đỡ, giống như là TENF, là viết tắt cho Temporary Assistance to Needy Families, chương trình của tiểu bang cho tiền hoặc là trợ cấp người ta, và những cái chương trình Medicaid để tạm thời giúp cho người ta. Thì nếu người ta hiện tại nếu mà nhận được những cái tiền từ 4 cái chương trình này đó, mà cái tiền người ta nhận vào để cho người ta sống là trên 51%, thì người ta có thể là cái gánh nặng xã hội và cấm vào thẻ xanh hoặc là cấm vào nước Hoa Kỳ. Hoặc là nếu người ta không nhận tiền mà người ta trong cái hoàn cảnh gọi là lâu dài trong cái sự chăm sóc của chính quyền Hoa Kỳ, giống như là nhà thương hoặc là nhà thương điên để lo cho người ta, thì cũng là rơi vào trợ gánh nặng xã hội và rơi vào cái điều luật cấm 212A4. Thì đó là hiện tại cái mặt luật từ năm 99 cho tới bây giờ trước cái đề xuất. Nghĩa là nếu mà cái thu nhập trên 51% dưới 4 cái chương trình mà Tuấn vừa nói, hoặc là nếu mà người ta phải nhờ vào cái sự lâu dài chăm sóc của tiểu bang, giống như là trong cái nhà thương điên hoặc là những cái trại tù nào đó, thì người ta là cái gánh nặng xã hội, cho nên sẽ bị cấm về cái vấn đề thẻ xanh hoặc là không vào nước Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nói cái đề xuất thay đổi cái gì. Thì cái đề xuất nó thay đổi là như thế này. Nhớ là cái mặt luật không có thay đổi nha. Cái mặt luật vẫn là nếu người ta có thể rơi vào trợ cấp căn cứ vào 5 cái yếu tố,
Đó, thì bây giờ cái đề xuất nói là có thể yêu cầu, có thể rơi vào trợ cấp là như thế nào? Thì bây giờ Sở Y Chú đưa ra cái đề xuất là như thế này, là khi người ta nhận tiền trợ cấp, khi người ta nhận tiền trợ cấp, đây mình không nói cái loại trợ cấp nào nha, khi người ta nhận tiền trợ cấp là người ta có thể rơi vào trợ cấp. Đó, đó là một cái cách tính dưới cái đề xuất này, nghĩa là nếu người ta nhận trợ cấp thì có thể là người ta là người gánh nặng cho cái xã hội, cho nên bị cấm vào cái điều luật 212A4. Hoặc là nếu mà tương lai người ta căn cứ vào cái tình trạng, người ta gọi là totality of the circumstances, là tất cả cái hoàn cảnh của người ta, tương lai nếu người ta rơi vào trợ cấp thì có quyền cấm người ta vào thẻ xanh hoặc là định cư. Đó. Cho nên cái totality of circumstances là cái cách tính tương lai căn cứ vào cái gì? Cũng là căn cứ vào năm cái yếu tố: tuổi tác, tình trạng sức khỏe, tình trạng gia đình, cái tài sản, cái nguồn gốc tài sản, cái kinh tế của gia đình và cái học, cái vấn đề giáo dục của người ta, hoặc là cái vấn đề kỹ năng của người ta, cái học vấn của người ta và cái kỹ năng của người ta. Cho nên trong cái đề xuất, cái cách tính để cho người ta có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội là cái cách tính gì? Cách tính đầu tiên là người ta lãnh trợ cấp, hoặc là tương lai người ta có thể rơi vào trợ cấp căn cứ vào năm cái yếu tố mà cái mặt luật đã đưa ra, là tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tài sản, nguồn gốc tài sản, tình trạng kinh tế và học vấn và kỹ năng. Đó. Cho nên 500 trang mà cái đề xuất đưa ra thì nói về cái vấn đề chi tiết mà Tuấn đang giải thích cho quý vị, là lãnh trợ cấp hoặc là có thể rơi vào trợ cấp. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết về cái vấn đề lãnh trợ cấp, và sau đó chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết có thể rơi vào trợ cấp tương lai là cái năm yếu tố người ta tính như thế nào dưới cái đề xuất. Thì hiện tại cái đề xuất nói nếu mà lãnh trợ cấp thì có thể rơi vào cái gánh nặng của xã hội, cho nên người này không có tự lập được, cho nên người ta là cái gánh nặng xã hội, phải cấm người ta. Đó. Thì khi lãnh trợ cấp thì cái trợ cấp đó nó chia thành hai phần. Phần có thể tính tiền được, và một phần không có thể tính tiền được. Đó. Cái gì có thể tính tiền được? Giống như là cái chương trình SSI mà cho người ta thêm cái thu nhập, nếu mà người ta trong cái hoàn cảnh không đi làm được hoặc là lớn tuổi mà cái hưu trí người ta không có đủ, phải cho người ta thêm tiền để đưa cái thu nhập người ta hàng tháng sống lên trên cái mức nghèo. Thì cái đó là cái tiền trợ cấp cho người ta. Đó, đó là một cái thí dụ. Cái thứ hai là những cái tiền trợ cấp của thành phố, của quận, của tiểu bang hoặc là của liên bang. Đó. Cái thứ ba là cái chương trình Temporary Assistance to Needy Family, là cái chương trình người ta cho tạm thời cái tiền cho cái gia đình nào mà cần cái sự giúp đỡ. Đó. Cho nên khi mình nói trợ cấp thì mình chia thành hai phía: phía mà có thể tính tiền được, phía mà không có thể tính tiền được. Không có thể tính tiền được là những cái gì? Là những cái chương trình giống như là Medicaid để giúp chăm sóc người ta, hoặc là những cái chương trình mà để nuôi dưỡng người ta lâu dài trong những cái bệnh viện, hoặc là những cái nhà thương, hoặc là trong những cái trại tù. Đó. Cho nên tiền hoặc là cái gì không phải giá tính được cái giá trị tiền, giống như là cái vấn đề chăm sóc người ta. Đó. Thì khi nào người ta lãnh tiền trợ cấp là người ta là gánh nặng của xã hội dưới cái đề xuất này, thì căn cứ vào cái đề xuất này, khi trong vòng 12 tháng là một năm, cái tiền người ta nhận trên 15% của cái mức nghèo, gọi là cái poverty guideline. Đó. Cho nên nếu mà năm 2018
nếu thôi năm 2018 mà gia đình người ta chỉ có một người thôi mà người ta lãnh tiền trợ cấp giống như SSID đó. Mà trong vòng một năm như vậy, nếu người ta lãnh hơn 15%, nếu mà căn cứ vào năm 2018 cho một người trong gia đình, thì cái con số tiền đó là 1.821 đồng. 1.821 đồng trong vòng một năm nếu người ta lãnh như vậy cho gia đình một người. Thì khi trong vòng một năm người ta tới cái mức độ 15% trở lên là người ta không có thể tự lập được. Cho nên người ta là cái gánh nặng của cái xã hội. Đó là cái đưa tới cái sự cấm cho thẻ xanh hoặc là cấm cho người ta định cư. Đó. Thì cho nên cấm người ta vào tại người ta gánh nặng, tại vì người ta lãnh tiền trợ cấp là cái cách tính là trên 15% của cái poverty guideline của cho gia đình đó. Thì nó lại căn cứ bao nhiêu người trong gia đình. Thì một cái thí dụ là một người trong gia đình cho năm 2018, cái số tiền trong vòng một năm người ta nhận được trên 1.821 đồng thì người ta không có thể tự lập được, cho nên người ta là gánh nặng xã hội, cho nên người ta sẽ có thể bị cấm căn cứ vào cái điều cái đề xuất mới. Còn nói về cái vấn đề mà nếu người ta không lãnh tiền trợ cấp, người ta có những cái chương trình giống như là giúp chăm sóc người ta, thì cái cách tính là không phải là con số tiền, tại đâu có đếm được đâu. Người ta coi trong vòng 36 tháng, người ta có lãnh cái trợ cấp đó trên 12 tháng hay không. Cho nên nếu mà không đếm được số tiền, thì mình coi cái thời gian người ta lãnh tiền trợ cấp. Mà nếu mà lãnh tiền trợ cấp trên 12 tháng trong vòng 3 năm vừa qua, thì người ta không có tự lập được. Cho nên người ta là gánh nặng xã hội. Người ta có thể bị cấm. Còn nếu người ta vừa lãnh tiền trợ cấp và vừa được những cái trợ cấp mà không có tính tiền được, thì mình coi không phải là 12 tháng trong vòng 36 tháng mà giảm xuống 3 tháng là 9 tháng trong vòng 36 tháng. Cho nên cái đề xuất mới tính quyết định cho người ta là người ta gánh nặng xã hội khi người ta lãnh tiền trợ cấp. Và nếu mà lãnh trợ cấp thì nó chia thành hai phần. Cái gì có thể đánh giá tiền được là nếu mà trên 15% của cái mức nghèo. Còn nếu mà cái gì không có đánh giá tiền được là cái thời gian trên một năm trong vòng 3 năm, thì người ta không có thể tự lập được. Cho nên người ta trở thành cái gánh nặng xã hội, có quyền cấm người ta dưới cái điều luật 212A4 trong cái mặt luật di trú mà cái đề xuất đang đề nghị thay đổi. Thưa quý vị, đây là cái sự thay đổi rất là lớn, tại vì hiện tại trên 51% lận, mà cái này chỉ có trên 15% thôi. Cho nên quý vị thấy là cái chính sách dưới ban điều hành, người ta muốn cho cái người định cư tự lập đó, để cho người ta không có rơi vào trợ cấp, cho nên chính phủ không phải nhất thiết lo lắng cho người ta. Thì thưa quý vị, đây là mình chỉ nói một phần đầu của cái đề xuất thôi. Thì chúng ta sẽ trở lại cái phần 2 của cái đề xuất, nói về cái vấn đề tương lai nếu người ta rơi vào trợ cấp, cho dù bây giờ người ta không lãnh tiền trợ cấp. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.